Hello, xin chào anh Trâm các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Bài Cơ. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục lên sóng về mẫu xe AB ha. AB thì cũng được anh em hỏi rất là nhiều. Thì hôm nay được khách đổi một chiếc AB này, thì mình lại lên sóng để cập nhật thông tin giá cho anh em tham khảo ha. Thì anh em nào mà quan tâm thì có thể là ghé đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương để xem xe trực tiếp nhé. Đấy, cửa hàng thì có mua bán trao đổi xe. Anh em muốn trao đổi xe thì cứ mang xe trực tiếp ha, trao đổi bù trừ hợp lý nhé. Đấy. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ cùng với bạn Quyền sẽ cập nhật xem là cái mẫu xe này giá nó bao nhiêu ha. Rồi Ok, hello bạn hello, Quyền. xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của Thắng Bài Cơ. Thì ngày hôm nay tại cửa hàng anh Phong ở đây, thì Rồi. hôm nay mình sẽ có một số dòng xe tay ga. Ở đây thì có AB thì mình còn cái mẫu 24, 26, 27. Thì đầu tiên là Ok. giới thiệu mới về chiếc này đi. Chiếc này là 2014 này, khoảng Này số 60 Đồng Nam, này mới đổi 37, 37, được. 398. Ok. Cái À, này mới đổi được khách luôn đúng bạn rồi. Quyền. Máy móc thì còn nguyên zin, dàn chân ốc tán sạch sẽ anh em. Máy còn nguyên zin, con này thì em chạy cảm giác như nó rất là nhẹ luôn nhé. Con này được chủ vệ sinh lại nồi niêu xoong chảo, nó tông lại chạy cực kỳ nhẹ luôn Dùng là đó. cái mẫu mắt cú này thì được anh em sử dụng rất là nhiều này. Tại vì cái độ bền của nó là rất là bền này, cái nhất là cái thứ hai nữa là cốp rất là rộng, anh em đi có thể trời mưa anh để đồ áo mưa, quần áo mũ nón Đấy. đầy đủ hết Máy đang nổ anh em nhé, đó, máy rất đang là nổ huy kinh hoàng tởm nhé. luôn. Vỏ thì được chủ xe cũng mới thay cho anh em rồi nên anh em về không phải thay gì hết, xe đang nổ máy nhé. Xe thì như là mình thấy là chưa có dặm gì ở kia đó Chưa ha. đâu. Đây nước sơn này. Nói chung là qua thời gian thì có một số chả nó chảy răm răm thôi ha. Còn quần Đó, áo rất là cứng nhá. đang Đấy. nổ máy cho anh em này, thấy không? Nghe máy Có thì êm thầm luôn. cực kỳ êm. Giá trước nay thì để cho anh em chỉ có là 14 triệu 500 thôi, giá cực kỳ mềm cho Ồ, một chiếc 14 xe năm thôi tay anh em ga. nhá. Đấy, đây là cái mẫu AB mắt cú nhá. Đấy. Đây, AB mắt cú em này. Đấy thì hai cái mắt nó giống hai con mắt cú ha, Mặt cú rất là nên đẹp gọi luôn, là AB mắt cú ha. dàn áo sạch đẹp, dàn chân ốc tán sáng sạch sẽ, con này về anh em sẵn chạy thôi, nói chung lại Đấy, khỏi phải ok làm gì hết ha. nhé. Là đặc biệt nữa bên em bán dòng xe này vẫn bảo hành cho anh em 6 tháng đầy đủ, anh chị em khỏi phải lo về chất lượng xe nhé. Có Ok, 14 đấy, triệu giá 500 thôi. 14 triệu mà vẫn Đó. bảo hành nhà máy móc 6 tháng luôn. Đó. Đấy, anh em nhé, mọi Đó. chi tiết xe là rất là liền lạc nhé, không bể vỡ em nhé. Đây, đó. Đồ trước này đi được 35 ngàn. Đó, Rồi, 35 ngàn. ok, thì thầm luôn anh em ạ. Đây, mọi chi tiết xe mình thấy là rất là liền lạc ha, không bể vỡ gì luôn. Để mở mở cho anh em cái cốp này. Đó, Rồi, chuyển cốp cốp của luôn. nó này cực kỳ rộng luôn ha, để Con áo, này để nón, để cốp rất rộng. đó, giấy Đấy, nó tờ. phun từ trước đằng sau luôn. Rộng luôn. Đó. 14 triệu là anh chị Đó, em 14 có triệu thôi. thể mua Đấy. Chắc vài bữa nay có xe mẫu máy mẫu AB về nữa mọi người ạ. đó. Vài bữa có mấy mẫu AB về, AB 216, 217 thì mình sẽ cập nhật cho anh em coi nhé. Đấy, Đó, giá ok. thì cũng chỉ có mười mấy triệu thôi, bên em thì Đấy. mới xe đổi thì cũng ok. Đấy, anh em nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cái số Zalo bản quyền trên màn hình nhé. Mình có ship ship xe không bạn Quyền? Có chứ, bên mình hỗ trợ ship xe cho anh em thoải mái nhé. Vẫn có ship xe nhé. Nếu mà ship xe thì mình cọc khoảng mấy triệu được bạn Quyền? Nói chung cọc anh em lấy lòng tin gọi là ship xe thôi, chứ mình không hỗ trợ cần cọc nhiều chi cả. Ok ha. Tại vì xe nó giá trị nó ít tiền mà. Rồi rồi, giá Rồi, trị ít ok rồi. nhé. Ok, đó anh em là quan tâm thì inbox ngay số Zalo ha. Hoặc mình có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, cửa hàng Phong Mô Tô nhé. Đấy, cứ liên hệ trực tiếp cho bản quyền nhé. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Em cần báo giá thêm mẫu xe nào thì cứ comment bên dưới nhá. Mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ha. Rồi, ok, cảm ơn anh em nhé.